Hi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sử dụng sản phẩm Yamalut Carbon Cleaner. Chào các bạn, trong quá trình vận hành và sử dụng thì động cơ xe gắn máy sẽ sản sinh ra muội carbon bám vào su bắp đầu buồng đốt làm giảm hiệu suất của động cơ. Động cơ bị ì, có tiếng gõ, hao tốn nhiên liệu. Sau một thời gian hoạt động thì các bộ phận khác như chế hóa khí, kim phun xăng của bộ phận chế điện tử, đường nạp khí vào, buji cũng bị bụi và cặn bẩn bám. Chính vì vậy, dung dịch làm sạch carbon Yamalut Carbon Cleaner chính là giải pháp hữu hiệu mà Yamaha đã nghiên cứu và chế tạo nhằm khắc phục các hiện tượng nêu trên. Sản phẩm đã được thử nghiệm hết sức nghiêm ngặt và đem lại hiệu quả hữu hiệu như làm sạch bộ chế hóa khí, kim phun xăng, đường hút khí, làm giảm rõ rệt lượng muội carbon bám ở su bắp và đầu buồng đốt sau khoảng 700 km vận hành. Sản phẩm không gây tác hại phụ cho các bộ phận khác của động cơ và xe. Sản phẩm không gây tác hại phụ cho các bộ phận khác của động cơ và xe. Cách sử dụng: đổ đầy xăng vào bình, sau đó các bạn rót một lọ dung tích 75 ml vào bình xăng, một lọ tương thích với bình xăng 5 lít. Tùy dung tích thể rót hai lọ, nếu dung tích bình xăng bằng hoặc dưới 10 lít nên sử dụng lại sau mỗi 3.000 km để giữ sạch động cơ. Chú ý tránh xa nguồn nhiệt, ngọn lửa trần hay hít phải. Nguồn nhiệt, ngọn lửa trần hay hít phải. Các lợi ích khi sử dụng sản phẩm: làm sạch đầu kim phun xăng, đường hút khí, su bắp và buồng đốt, khôi phục khả năng tiết kiệm nhiên liệu, khôi phục công suất động cơ, giảm khí xả, cải thiện tính năng vận hành, giảm hoặc loại bỏ hiện tượng xe bị ì, giật cục, chạy ga giăng ti không đều, giảm hiện tượng động cơ bị gõ, giảm hiện tượng động cơ khó dừng, khôi phục đặc tính ban đầu, giảm tác động của gặng trong buồng đốt, giảm hiện tượng dính su bắp, hạn chế cặn bẩn buji, không có tác dụng phụ như làm đặc nhớt, gây cặn hoặc mài mòn, ăn mòn ổ bạc dính su bắp, cặn bám buồng đốt hoặc mài mòn, ăn mòn ổ bạc dính su bắp, cặn bám buồng đốt.